Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi Sang Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em đây là thanh chống cửa hậu, và ti chống cửa hậu. Thanh ti chống cửa hậu của dòng xe Mitsubishi Outlander, dòng xe 7 chỗ được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Thì cái đầu này nó bắt này, nó đẩy vào xong đẩy một cái thân nó bắt vào trong xe, một cái nó bắt vào trong cửa hậu, một đầu bắt vào thân, một đầu bắt vào trong cái cánh cửa hậu để nó đẩy cái cánh cửa hậu của chúng ta. Khi mà các bạn ấn nút mở cửa hậu ấy, mở cốp sau ấy thì nó sẽ đẩy cái cửa lên. Đẩy cửa lên để chúng ta lấy đồ và dọn đồ cho nó dễ. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường, bị hỏng mất cái thanh chống cửa hậu này hay ti chống cửa hậu này, thì đó bắt buộc các bạn thay thế. Thì khi thay thế làm sao phân biệt được đâu là hàng xịn hàng rẻ, thì các bạn để ý cho mình này. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt hàng xịn hàng rẻ này. Các bạn nhìn trên này nó có cái chữ này. Đây các bạn nhìn này, đấy, chữ M này. Đây là thương hiệu do sản xuất này. Đấy, cái này là bế bên phụ nhá. R bên phụ. Đấy, có mã của sản phẩm này. Mã 5802A780 này. Đấy, mã sản phẩm luôn. Đấy, đây. Tất cả nó đều có cái ký tự ở trên này. Đây là cách các bạn phân biệt hàng xịn hàng rẻ nhé. Đấy, thì các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.